Đã xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop Kỳ Nhiều Nhật Phan Gia Ngày hôm nay thì em bên cạnh em đây là một cây đàn acoustic Mọi cũng có thể thấy được đây là một cây đàn acoustic dáng đê ha à, Và tại sao mọi người có thể thấy được là cây đàn này ở trên ghế mà em lại ngồi dưới đất em quay cho mọi người cái à, Cây đàn này xứng đáng ngồi trên ghế mọi người Tại vì cây đàn này đáng lẽ ra thì em phải gọi là bằng chú à, Tại đây vì đây là một cây dòng đàn của Moritz và được sản xuất vào năm 1975 À, nó lớn so lớn hơn so với da rất là nhiều tuổi ha hai mấy tuổi luôn Gia à, sinh năm 93 thì cây đàn này nó sinh năm 1975 à, tại thời điểm năm 1975 là một cột mốc sự kiện rất là nhiều sự kiện diễn ra nha mọi người à, để sở hữu một cây đàn morric à, từ những à, thập niên 70 và cụ thể đó là năm 1975 thì à, ở Việt Nam thì chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là ít người sở hữu được những cái cây đàn mà Nhật à, tại thời điểm 1975 nha mọi người à, Tuy nhiên thì đến thời hiện đại mới của chúng ta ngày hôm nay thì giá thành của những cây guitar này à, rất là dễ tiếp cận à, Tuy nhiên thì trải qua 5 tháng thì mọi người có những cái câu hỏi đó là những cây đàn cũ như thế này à, 1975 như thế này vẫn còn sử dụng tốt hay không thì à, ra trả lời luôn À, đối với công nghệ chế tác đàn của Nhật Bản ngày xưa đến thời điểm hiện tại thì cây đàn vẫn sử dụng rất là tốt và hoàn toàn rất là tốt cho đến những năm sau nữa khi mọi người mua về sử dụng à, hơi mỏi giò mọi người à em xin phép được ngồi nha rồi à, em sẽ chi tiết cái cây đèn Moritz này cho mọi người nha cây đèn Moritz này là thuộc dòng D18 và dòng tem hình chữ nhật À, dòng này thì được sản xuất có có năm sản xuất, có ghi tên à, có ghi năm sản xuất trên tem đó là năm 1975. À cây đàn này thì ngoại hình của cây đàn, phần mặt top nó có vài điểm trầy nhỏ. Hiện trạng cây đàn về những cái yếu tố kỹ thuật thì nó vẫn còn trong một cái hiện trạng cực kỳ là tốt. Action rất là thấp, cần cực kỳ thẳng. À, ngoại hình thì có thể là mặt top nó hơi À, xỉn màu một tí nè mọi người nó hơi xỉn màu một tí à, nó không còn trắng sáng nữa à, và đây cũng là một minh chứng nha mọi người tại vì đã từ năm 1975 tới bây giờ rồi mà cái đèn nó vẫn còn giữ một cái hiện trạng như thế này thì à, chắc hẳn là người chủ nhân trước họ à, giữ, họ chơi à, cũng rất là kỹ càng em sẽ giờ qua đây hơi nắng nè mọi người nó hơi nắng xíu em làm ở không gian mở, em không thích vô phòng À, ở ngoài trời cho nó sáng sủa à, Nhưng mà nó được cái lại hơi nắng mọi người Tại thời tiết à, ở à, miền Tây à, cũng 38-39 độ rồi Rất là nóng à, Và em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mặt tớp của cây đàn ha Mọi người à, xem à, kỹ giúp em về phần mặt tớp ha Rồi em sẽ quay chi tiết nha mọi người Đó, Em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem Đó. Rồi phần mặt tớp thì nó chỉ có chày lắm tấm cực kỳ nhỏ thôi tất cả các chi tiết thì nó vẫn còn trong một tình trạng rất là tốt ha. Ngựa là zin nguyên bản nha mọi người, ngựa là zin nguyên bản. Chúng ta sẽ đi xem phần hông, phần hông cực kỳ là đẹp luôn. đó. Phần hông bên đây. rồi phần lưng nha mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới phần lưng. rồi chỉ kêu quá cần. mọi người có thể thấy được là cây đàn vẫn còn trong một hiện trạng rất là tốt nha mọi người chưa qua chỉnh sửa hoặc là phục chế cái đàn gì hết ở đây thì chúng ta sẽ có một cái uh, chỗ để pick phím gãy uh, được lắp sẵn nha mọi người được lắp sẵn luôn rồi cần đàn thẳng đẹp nha mọi người cần đàn thẳng đẹp khóa bộ khóa thì uh, em mới vệ sinh rồi nó vẫn còn uh, giữ uh, cái độ độ bóng cũng khá là tốt À, tuy nhiên thì bộ khóa này nó cũng có bị xét, em đã xử lý rồi nha mọi người, em đã chà lại rồi cho nó sạch sẽ cho mọi người về chơi nó thẩm mỹ hơn tí chứ uh, cái bộ khóa này là bản thân đầu tiên thì bản khóa này nó hơi bị uh, hơi bị xét nha mọi người, hơi bị xét nha. Tuy nhiên thì cái phần cốt khóa vẫn tốt, vẫn sử dụng rất tốt, Vặn rất chân chu và không bị bể răng, không bị kẹt răng gì hết, vẫn còn rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái đầu cần logo thương hiệu Moritz được uh, uh, vẽ lên trên đầu cần ha, được in trên đầu cần nó cũng bị file mờ theo thời gian qua năm tháng rồi mọi người đó nắp chỉnh ti mọi người thấy nắp chỉnh ti ở trên đầu cần ha nắp chỉnh ti thì vẫn còn rất là nét rất là đẹp rất là ok luôn à, về phím gỗ phím sắt phím gỗ phím sắt này thì nó có mòn nhẹ nha mọi người ở những cái ngăn đầu tiên ngăn 1 2 3 Tuy nhiên thì cái cái độ mòn của nó vẫn còn mình vẫn còn chấp nhận được và mình còn chơi rất là tốt, nó không có bị rè gì cả. Nó không đến nỗi mình phải thay phím hoặc là phục chế lại. Rồi, tất cả mọi chi tiết cây đàn thì rất là ok nha mọi người ha. À, với cái giá bán à, đối với những cái cây đúp 18 này thì nó sẽ thuộc vào cái phân khúc tầm trên dưới 3 triệu một tí. À, tuy nhiên thì à, cây đàn này em xin phép được bán cho cả nhà một mức giá đó là 2 triệu 500 ngàn đồng à, Để cho mọi người yêu thích và đam mê những cái dòng gọi là à, Đồ cổ mọi người, đồ cổ đó, Để mọi người có thể à, sưu tập cũng như là sở hữu được những cái cây đàn Mà lẽ ra một năm 1975 Mình chưa có điều kiện để mà mình mua được mọi người Nhưng mà tới thời điểm này cái giá của cây đàn này có thể tiếp cận được rất là nhiều đối tượng thế nên đó là những kỷ niệm đó là những cột mốc thời gian đôi khi chúng ta làm việc về nhà mệt với mọi người có cái đàn guitar ở nhà về mình lấy ra mình chơi mình tự sự rất là hay mọi người rất là rất là giải tỏa tất cả mọi thứ bề của cuộc sống uh, sorry um, mọi người nha ở uh, phía bên ngoài đó là công trình đang làm nó hơi ồn và rất mong được sự thông cảm của mọi người à, Và sau đây Gia sẽ test Cho mọi người nghe thử cái Chất âm của cái đèn này Nó còn hay hay không nha mọi người ha Và mời mọi người lắng nghe à.